Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, các tổ bầu cử trên địa bàn phường núi Sam đã hoàn thành công tác chuẩn bị, tuyên truyền trực quan tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử trưởng không ấp, nhiệm kỳ 2022-2027, từ khâu trang trí, phát thẻ cử tri, tất cả được thực hiện một cách chu đáo, bài bản đúng theo luật định. Qua một thời gian chuẩn bị về mọi mặt, công tác trang trí các điểm bỏ phiếu tại 10 tổ bầu cử ở 10 khóm trên địa bàn phường núi Sam đến nay đã hoàn tất. Các điểm bỏ phiếu được bố trí thuận tiện cho cử tri. Trang trí trang nghiêm, ai cũng có thể dễ dàng nhận biết với cờ phướng rực rỡ, nội dung tuyên truyền về bầu cử được các tổ bầu cử mở phát liên tục. Tính đến ngày 21 tháng 9, phường núi Sam có 6.084 cử tri, hộ gia đình sẽ tham gia bầu cử. Có thể nói với sự chuẩn bị nghiêm túc bằng tinh thần trách nhiệm cao của ban chỉ đạo bầu cử phường của các tổ bầu cử, tin tưởng rằng ngày 25 tháng 9 tới đây, bà con cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường núi Sam sẽ hăng hái đi bầu, bầu đông, bầu đúng, góp phần cho cuộc bầu cử trưởng khóm nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của nhân dân trên địa bàn phường.